Vụ cậu con trai cả quy sinh ở cầu Bãi Cháy khiến bố mẹ nghèo lặn lội từ Nghệ An ra Quảng Ninh, chỉ biết đứng nhìn biển trời mênh mông, mong ngày con nổi lên, nay đã tìm thấy thi thể. Được biết sau cái ngày chàng trai 27 tuổi ra đi mãi mãi, bố mẹ cậu đã ngay lập tức lặn lội từ Nghệ An ra Quảng Ninh, nhưng vì quá nghèo, điều kiện khó khăn chẳng thể thuê người trục vớt nên chỉ biết nhìn biển trời mênh mông, khóc lặng trong đau đớn, lập bát hương chờ ngày con nổi lên. Người dân Quảng Ninh đi qua họ cũng rất thương nên người dựng bạt, người cho bánh cho kẹo, giúp đỡ hết sức có thể cho cô chú. Ai chứng kiến cũng sẽ phải thốt lên rằng quá thương cho số phận ấy. Liệu nếu như anh con trai chứng kiến cảnh này có nghĩ lại hay không? Và khi câu chuyện được lan tỏa khắp mạng xã hội, rất nhiều mạnh thường quân cả nước đến hỗ trợ cho cô chú kinh phí để tìm kiếm con. Đến sáng ngày hôm nay, người dân phát hiện một thi thể nổi ở khu vực không xa chỗ hai cô chú đặt bát hương. Có lẽ đây là điều cuối cùng chàng trai trẻ có thể làm được để bố mẹ mình đỡ khổ. Em của chàng trai xấu số ấy đã thay mặt gia đình xin cảm ơn người dân Quảng Ninh, các mạnh thường quân cùng tất cả mọi người, và khi tìm thấy được anh thì gia đình xin phép không nhận tên ủng hộ của bất kỳ ai nữa. Kính chúc mọi người sức khỏe, bình an. Mong rằng cả gia đình sẽ vượt qua được nỗi đau mất mát lớn này. Đây cũng là bài học để nhiều người rút ra được. Hãy sống có trách nhiệm, không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình, những bậc sinh thành nữa.